Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ video cho các bạn xem khách hàng xẻ một cái cây gỗ lim xanh rất đẹp. Bây giờ là cái công tác cẩu gỗ và đưa vào trong đà. Các bạn có nhìn thấy cái khúc gỗ ở trên xe ô tô không ạ? Nó rất là tròn này, chất rất là xanh, tôm rất là mịn và màu gỗ thì nó không có bị lụi mè, không có bị khoang khỏa, tức là nó nhìn đầu cắt rất là đặc, rất là đẹp các bạn nhé. Chất lim xanh đen luôn đấy các bạn ạ, rất là đẹp, ngay ở trên xe thôi đã thấy rất là đẹp rồi. Một tí nữa cái cây gỗ này xẻ ra như thế nào thì mình sẽ video tiếp cho các bạn xem nhé, để cho người ta hạ gỗ. Đây các bạn nhìn thấy không, đây là khúc gỗ vừa mới được cẩu thả vào đà. Các bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Chất rất là xanh, màu rất là đều, chất rất là đẹp luôn. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không, khúc gỗ này vừa mới được thả vào đà các bạn nhé. Khúc gỗ này rất là tròn luôn, ruột của nó cũng rất là ở giữa tâm, rất là cân luôn. Một lát nữa khúc gỗ này xẻ ra như thế nào thì mình sẽ video cho các bạn xem cái chất gỗ nhé. Một cây gỗ tròn, một cái đường tròn như một con giò luôn các bạn. Chiều rồi, hồi sáng mình có quay cho các bạn xem cái khúc gỗ chuẩn bị là đưa vào để xẻ đúng không? Bây giờ là sang buổi chiều thì nó đã xẻ được một số tấm để ở đây rồi các bạn ạ. Chất gỗ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cây này thì có nhược điểm là rác hơi dày một tí thôi, nhưng mà các tấm của nó rất là đều, rất là đẹp, một màu luôn, và đặc biệt là ở hai đầu không có bị nứt răng đâu các bạn ạ. Một số những cây gỗ khi mà xẻ ra cái đầu của nó hay bị nứt dạng ra luôn ấy. Nhưng mà cái này thì không hề bị thế luôn các bạn ạ. Mà là cùng một cây các bạn nhé. Khúc kia thì nó không được thẳng như cái khúc này, khúc này nó thẳng hơn rất là nhiều luôn. Đây các bạn nhìn thấy rồi, chất gỗ xẻ ra rất là đẹp luôn. Cái cây này thì không thua kém gì cái cây hôm trước mình video cho các bạn xem là cái cây gỗ lim Nam Phi đẹp như gỗ lim Lào ấy. Nếu mà bạn nào đã xem cái cây đấy rồi ấy, thì xem lại cái cây này, cây này với cây kia thì không khác nhau là mấy, chỉ khác ở một chỗ là rác của cái cây này nó dày hơn thôi. Đây các bạn nhìn này, nếu ai mà chưa am hiểu về gỗ nhá thì mình giới thiệu qua một chút này. Cái cây gỗ ấy, nó không phải mục nạc hết đâu, nó có phần vỏ, xong đến phần rác, xong rồi đến phần thịt, xong rồi cuối cùng là đến phần lõi. Phần lõi và phần rác cũng như là phần vỏ thì sẽ không sử dụng được, nó sẽ bị mục, bị rữa nát ra. Phần lõi thì nó dập hết không dùng được. Từ đây này, các bạn nhìn này, từ đây hất ra ngoài là phần rác, vỏ người ta đẽo hết rồi các bạn ạ. Từ đây hất vào trong là phần thịt, phần thịt nó sẽ không bị mối mọt và không bị dập nứt. Còn phần lõi là sẽ dập nhá. Còn phần rác này nó sẽ bị mục, mà rác lim thì mục nhanh lắm luôn đấy các bạn ạ.
Hôm trước nhà mình làm cái sàn gỗ bằng gỗ lim làm sàn nhà ấy, bị dính mấy thanh, bị mọt với cả bị rác. Ôi bây giờ mọt nó kêu ký két ký két. Nhà làm nghề sản xuất trẻ ngày trẻ bao nhiêu cây gỗ, khi đến làm cho nhà mà vẫn còn bị lẫn những cái bị rác. Tại vì là khi mà cái gỗ này mới trẻ ra thì nhìn rác với cả lõi ấy, nó rất là dễ, rất là chuẩn. Nhưng mà khi mà bị phơi nắng thì hai cái màu này nó gần như đều giống nhau ấy, nhiều khi còn không phân biệt luôn được luôn đấy các bạn ạ. Phơi nắng nó chuyển sang một màu đen như này, cái đục ra thì mới biết được, nó đen như này, đen hết như này, gần giống nhau luôn đúng không?